Dạ, Thúy An xin chào quý cô bác, quý anh chị các bạn. Chiều nay là ngày 30 tháng 8 năm 2023, sắp sửa qua tháng mới nha cả nhà. Nay em có về mấy dòng điện thoại và máy tính bảng. Bây giờ em sẽ test máy báo giá từ cái điện thoại máy tính bảng của bác anh chị, xem ơn cái nào chốt liên hệ với em. Mình bán điện thoại ở thành phố Tân An, tỉnh Long An nha cả nhà. Ship code ship toàn quốc nha. View máy tính bảng nha cả nhà. Nay em có về iPad 4 nha, máy tính bảng nam về nhiều lắm nha. Xài sim không xài sim, iPad 4 10 inch nha. Em review từ cái. Em quên để em ta mở nguồn. Rồi, iPad 4 10 inch em review cây xài sim trước nha. Máy cũng được trên 80%. Dòng iPad của em là máy sạch không dính tài khoản nha cả nhà. Cô bác anh chị nhớ đăng ký kênh để có nhiều video mới xem và mua được nhiều dòng điện thoại ủng hộ em. Em cảm ơn cả nhà. iPad 4 10 inch xài sim nha, cây này 16GB. Camera sau, camera trước. Full chức năng nha, hát karaoke, pin là pin con trâu nha. Cô bác anh chị hát karaoke là trong vòng 60 tiếng đồng hồ nha, còn không xài chục đó tuần lễ 10 bữa không hết pin. iPad 4 xài sim 16GB. Giá là 1.500.000 cho cô bác anh chị luôn. Rồi tiếp theo. Em có một cây iPad 4 nữa nha. Cây này không xài sim luôn, màn hình cũng 10 inch luôn. Cho xem hàng trước lúc nhận hàng, tình trạng sau báo nha cả nhà. Rồi cây này 32GB không xài sim nha. Chỉ xài wifi hoặc wifi điện thoại chia sẻ. Full chức năng hết. Em tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho khách luôn. Không vướng tài khoản luôn, 32GB 1.500.000 cho khách nha. Còn khách nào có nhu cầu mua ốp lưng á thì nói em mua giùm ốp lưng nha. Ốp lưng thì tầm giá 120.000. Em lấy cô bác anh chị 100 ngàn thôi nha, còn 20k bù. Rồi iPad 4 không xài sim 32GB 1.500.000 cho cô bác anh chị luôn. Rồi tiếp theo. Máy cũng đẹp trên 80% nha. Rồi cây này cũng iPad 4 nữa nha, không xài sim. iPad 4 không xài sim 16GB phiên bản LA của Mỹ, máy sạch không vướng tài khoản luôn. Em cũng tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho khách. Full chức năng nha cả nhà. Em cho xem hàng trước lúc nhận hàng nha. Shipper không cho xem hàng, cô bác anh chị cứ liên hệ với em. Em kêu shipper cho xem hàng. Rồi iPad 4 16GB 10 inch không xài sim. Giá 1.400.000 cho cô bác anh chị luôn. 1.400.000. Cô bác anh chị nào đã mua hàng em rồi có giới thiệu bạn bè giùm em á thì nhớ cho bạn bè mình số điện thoại của em giùm nha. Để nhiều khi bạn bè không biết mua hàng kênh khác mất công tội nghiệp em lộn kênh rồi buồn phiền em tội nghiệp em. Rồi cây này iPad 4 luôn. iPad 4 16GB xài sim nha. Em tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok full chức năng cho khách luôn. 16GB xài sim thì 1.500.000 cho các anh chị luôn nha. 1.500.000 máy 10 inch. Pin là pin con trâu nha. Hát karaoke là 6-7 tiếng đồng hồ. Không xài dục đó tuần lễ 10 bữa không hết pin nha cả nhà. 1.500.000 cho các anh chị luôn. Rồi tiếp theo. iPad 4 nữa nha. Cây này là khách cứ xài còn nhớ mũ em vẫn để mũ nha, không lột ra. Máy là tình trạng máy là không chạy suốt nhiều. Cây này iPad 4 16GB luôn. Máy cũng được trên 80% 10 inch không nha cả nhà. Rồi giá em cũng tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho khách 1.400.000 nha. 1.400.000 cho cô anh chị luôn. Nay em về iPad 4 nhiều lắm nha cả nhà, cô anh chị nhớ xem hết iPad em, khách nào mua iPad á. Rồi cây này là xài sim nha. Xài sim tải sẵn luôn 32GB. Xài sim 32GB. Phiên bản Mỹ là A 1.600.000 cho cô anh chị luôn. Máy đẹp trên 80% nha. Có mua ốp lưng thì báo em mua giùm ốp lưng. Tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok. Mình thức bán hàng bên em là cọc giùm em 100k, có tài khoản chuyển khoản giùm em. Không có tài khoản cọc cạc điện thoại vẫn được, hoặc có Momo. Cọc xong cho em tên, địa chỉ, số điện thoại em ship trừ cọc ra nha cả nhà. Cọc là hình thức không bị bơm hàng nha. Khách cọc 100k, khách tự trả phí ship, khách cọc 200k trở lên thì em bao ship hoặc chuyển khoản hết hẳn 500.000 tùy theo ý thích của khách. Khách nào có tài khoản chuyển khoản giùm em cảm ơn nha. Lâu lâu mới nhập được cây 32GB xài sim nè. 1.600.000 cho khách, máy đẹp keng. Rồi tiếp theo. iPhone tiếp. iPad 4 nữa nha cả nhà. Cây này là không xài sim nha.
chỉ xài wifi hoặc điện thoại chia sẻ. Em cũng tải tất cả các ứng dụng luôn. iPad 4 16GB nha, 16GB không xài SIM thì 1.400.000 cho khách nha. Mobile luôn, đánh game liên quân wifi luôn nha, cả nhà máy mạnh nha. Ráp hình luôn, 1.400.000 cho khách luôn. Rồi, tiếp theo. iPad 4, iPad 3 nha. Cái này iPad 3 32GB không xài SIM. Máy 10 inch iPad 3 32GB không xài SIM. Cũng xài được Zalo, Facebook, YouTube, TikTok full chức năng nha cả nhà. Máy vẫn mượt mà bình thường nha, pin cũng pin con trâu nha. iPad 3 thì tại nó rẻ hơn iPad 4 thôi, nhưng mà cấu hình nó thì nó hơi chậm hơn iPad 4 một chút. Nên nó rẻ tiền, 1.150.000 cho các anh chị luôn. iPad 3 10 inch 1.150.000. Rồi em có về hai cây iPad mini nha. Em review máy tính bảng xong rồi tới điện thoại nha. iPad mini 32GB nhưng cả nhà Nam về 32GB không nha. Chết cha, mấy cây này em tắt nguồn mà không quên khởi động máy. iPad mini 1 32GB không xài SIM. Em tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok full chức năng. iPad mini 1 32GB màn hình 8 inch nhưng cả nhà cũng máy sạch không vướng tài khoản. Em cũng tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho khách full chức năng nha. Cây này 32GB mini 1, màn hình 8 inch, máy cũng đẹp trên 80% nha, không xài SIM, chỉ xài wifi. Với wifi đi thôi, điện thoại chia sẻ nha cả nhà. 1.100.000 cho các anh chị nha. 32GB 1.100.000. 16GB thì giá là 1.000.000. Nhưng mà em có hai cây 32GB hết nha. Nay em cũng có 16. Không xài SIM nha cả nhà. À cây này 16GB nè, 1.000.000 nè. 16GB 1.000.000, cây này 32GB là 1.100.000. Rồi 32GB 1.100.000. 16GB là 1.000.000 nha. Màn hình 8 inch hát karaoke, pin cũng con trâu luôn nha cả nhà. Rồi, tiếp theo. iPad 2. Cũng không xài SIM 10 inch, em cũng tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho khách luôn. Full chức năng nha. Tình trạng máy thì cũng được trên 80%. Tặng dây sạc cho các anh chị nha, chỉ tặng dây sạc không có con cốc nha. Cái iPad 2 này 900.000 cho khách nha cả nhà. Rồi bây giờ quay qua review điện thoại. Nay em có về màn hình cong nha cả nhà. Samsung màn hình cong nha, chút xíu mình review cái đó nha. Rồi nay em có về Samsung A10. A10 máy màu xanh. Hai cây màu xanh nha, một cây màu xanh lá, một cây màu xanh biển. A10 màn hình là 6.6.1, 32GB. Mình xài được Zalo, Facebook, YouTube, TikTok full chức năng nha cả nhà. Cây đó em nhập về em đang tắt nguồn để em khởi động máy nha. Rồi A10S máy màu xanh biển và xanh lá cây full chức năng. Máy trước lúc nhập về bán cho các anh chị em đã test ok nghiêm chỉnh hết rồi nha cả nhà. Rồi A10S xanh biển 1.300.000 cho các anh chị luôn nha. 1.300.000, cây màu xanh này cũng vậy. Tặng ốp lưng cho các anh chị nha. A10S 2 SIM 1 thẻ nhớ. Cấu hình nó cũng mạnh nha. A10S này pin của nó, để em vô coi pin mấy ngàn nè. Pin 4.000 nha, A10S pin 4.000 nha, pin con trâu nha. Rồi giá 1.300.000 của anh chị luôn. Rồi nay em có về A02S RAM 3 32GB, cây này dán cường lực sẵn cho cô anh chị luôn nha. A02S RAM 3 32GB, màn hình 6.5, pin 5.000 luôn. Android nó 10 chấm. Rồi cây này giá là 1.700.000 cho các anh chị luôn. 1.700.000 A02S. Rồi sẵn review A02S, em review A03S luôn nha. A03S màn hình cũng 6.5, pin 5.000 luôn.
chuối sạc tay xi nha cả nhà. A không ba ớt này để em vô coi gam mấy. Gam 3 32GB máy màu đen. Rồi cây này giá là 1.800.000 cho các anh chị nha. 32GB thì 1.800.000, 64GB 1.900.000. Máy màu đen nha, đẹp trên 80%. Khách nào có nhu cầu xem hình thì em gửi hình nha. Rồi A23, Samsung A23. Ram 6 128GB, màn hình 6.50 mấy nha cả nhà. Ram 6 128GB. Máy màu xanh biển nhạt. Pin 5000. Android 13.2, 2.600.000 cho các anh chị luôn. 2.600.000. Rồi tiếp theo. Samsung A31. Ram 6 128GB, pin 5000, màn hình 6.4. Vân tay còn đầy đủ nha cả nhà. Full chức năng. Rồi giá 2.400.000 cho các anh chị luôn. 2.400.000. Em test cảm ứng cho các anh chị luôn, test không sao thăng vẫn được. Hoặc là mình test đúng không? Có bác anh chị mua hàng em kênh của em khỏi lo vấn đề màn hình và pin nha. Em bán cho khách quan trọng nhất là hai vấn đề đó. Rồi 2.400.000 cho khách nha. A51. Rồi tiếp theo Samsung A02. Ram 3 32GB, màn hình 6.5, pin thì 5000, màu xanh, giá 1.600.000 cho anh chị luôn. 1.600.000. Tiếp theo Oppo, em có hai cây nha, một cây màu đen và một cây màu xanh. Oppo A5 2020. Em có màu xanh tím nữa nha cả nhà. Và màu xanh tím. Cây này F11. Cây này là Oppo F11 nha. Em lộn nha, F11 RAM 6 128GB. Ủa, RAM 6 64GB, F11. RAM 6 64GB. Android 10 chấm, màn hình 6.5. RAM 6 64GB, màn hình 6.5. F11 nha, xanh tím này là F11. Giá 1.800.000 cho anh chị luôn. F11 1.800.000. Rồi tiếp theo cây này là A5 2020 nha. RAM 4 128GB. Chuôi sạc tay xi. Màn hình cũng 6.5 luôn nha cả nhà. Rồi 1.900.000 cho các anh chị, máy đẹp keng trên 80%, gần 90% nha. 1.900.000. Rồi tiếp theo em có về Oppo A91. Oppo Reno4. Oppo Reno4 128GB nha. Android 12. RAM 8 cộng 3 là 11 RAM. Reno 4 nha, 128GB, 11 RAM. Giá 2.500.000 cho các anh chị luôn. Reno 4 2.500.000. Em bán đồng giá với A91 luôn nha. A91 cũng xanh nhạy vậy luôn. Cũng 2.500.000 cho các anh chị luôn. A91. Cây này RAM 8 cộng 3 luôn, 128GB, 2.500.000 cho các anh chị luôn. Máy được trên 80%. Rồi tiếp theo em có về cây Samsung A50. A50s nha. A50s Android 11 chấm. RAM 4 64GB.
250S RAM 4 64GB. Giá 2 triệu cho các anh chị luôn nha. 350S giá 2 triệu. Và tiếp theo có A30S. Hai cây màu giống nhau nhưng mà khác máy nha cả nhà. A30S cũng RAM 4 64GB, màn hình 6.4. Pin thì cũng 4000 nha. A30S. Máy đẹp trên 80%, gần 90% luôn. Cây này giá là 1 triệu 800 nghìn cho quý anh chị luôn. A30S 1 triệu 800 nghìn. Rồi tiếp theo Samsung A12 nha. A12 em có màu xanh và màu đen nha. Cây màu đen thì RAM 4 128GB, màn hình 6.5, pin 5000. A12 nha cả nhà. Chui sạc tay C, tặng ốp lưng cho các anh chị luôn. Android 12 chấm, pin 5000. Rồi màu đen, giá 2 triệu 200 nghìn cho các anh chị luôn nha. 2 triệu 200 nghìn. Cây màu xanh này RAM 6 128GB, RAM 6 128GB. Em cũng bán đồng giá với cây kia luôn nha cả nhà. Đồng giá luôn 2 triệu 200 nghìn cho các anh chị luôn. Màn hình 6.5, pin 5000, full chức năng luôn. Tặng ốp lưng cho các anh chị luôn. Triệu 200 nghìn. Rồi tiếp theo Oppo camera lồi thụt, máy màu trắng, Oppo K3 nhân Android 11 chấm, RAM 6 64GB. Camera lò thụt chụp hình rất là sáng đẹp luôn. Cây này giá thì 1 triệu 900 nghìn cho các anh chị luôn nha. 1 triệu 900 nghìn. Các anh chị nào có mua điện thoại em thì ban ngày thì em bán ở nhà, cửa hàng em ở nhà nha cả nhà. Còn chiều tầm 4:30-5 giờ em ra sân động bán. Còn ra sân động không thấy em thì làm ơn liên hệ em giùm nha. Tại nhiều khi ra ngoài không thấy em rồi không điện thoại em mua lộn người tội nghiệp em, rồi buồn phiền em tội nghiệp em nữa. Rồi Oppo camera lồi thụt, RAM 6 64GB, giá 1 triệu 900 nghìn cho các anh chị luôn. Khách nào có nhu cầu xem hình cứ kết bạn Zalo gửi hình nha. 1 triệu 900 nghìn. Rồi tiếp theo Samsung A21s. Đây này em cũng đang xài, em làm YouTube nè cả nhà. Em xài nay mấy năm rồi, xài rất là bền, pin con trâu, cấu hình cũng mạnh nữa. A21s 1 triệu 900 nghìn cho các anh chị. Nói chung là em đã bán rẻ hết mức có thể nha cả nhà, tiền nào của đó. Kênh em là chuyên bán Samsung, Oppo, iPhone, tất cả các dòng, không bán hàng bể đổ mật hoặc là lưu ảnh. Nói chung là bán máy nghiêm chỉnh cho các anh chị xài, cho nên tiền nào của đó. Rồi A21s màn hình 6.5, pin 5000, chui sạc tay C, giá là 1 triệu 900 nghìn của anh chị. 1 triệu 900 nghìn. Xanh đen và xanh biển nha. Xanh đen và xanh màu xanh. Cũng RAM 3 32GB luôn. RAM 3 32GB, màn hình 6.5, pin 5000, 1 triệu 900 nghìn cho anh chị luôn nha. Full chức năng. Rồi M30 RAM 4 64GB, màn hình 6.4, pin thì 5000. M30 1 triệu 900 nghìn cho các anh chị, tặng ốp lưng nha. Có tặng kèm theo ốp lưng cho các anh chị. M30 pin 5000, 1 triệu 900 nghìn cho các anh chị luôn, kèm ốp lưng. Rồi Redmi A3 nha, Xiaomi nha.
cái này em nói lộn nha, Xiaomi A3 RAM 464GB, màn hình 6.2, máy mạnh nha cả nhà, RAM 464GB, chui sạc taxi Android 11 chấm, đánh game Liên Quân Chi Phai là chùm luôn nha cả nhà. Rồi 1.500.000 cho quá anh chị luôn, 1.500.000, máy màu xanh lông chuột. Rồi Samsung C, cái này C mấy em quên rồi, C8 nha, RAM 32GB, pin 3.5, C8, máy màu đen luôn, thẳng ốp lưng cho cô anh chị luôn, 1.300.000 cho khách luôn, full chức năng nha, xài được Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, đánh game Liên Quân Chi Phai luôn. Rồi 1.300.000 C8. Rồi sẵn review D8, review G4+, màn hình cũng 6.5 luôn. Xài được Zalo, Facebook, YouTube, TikTok 16GB nha cả nhà, đánh game được nha, RAM 16GB, tặng ôi lộn, cái này ấp lưng của cây C8, màn hình 6.5. rồi cây này giá 1.050.000 cho quý anh chị luôn, 1.050.000. rồi nay có về cây G7 RIM nha, RAM 32GB, màn hình 5.5, G7 RIM full chức năng luôn, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, pin 3.3, vàng đồng, tặng ốp lưng cho các anh chị luôn, 1.050.000 luôn nha cả nhà, 1.050.000. rồi Samsung A5s, RAM 32GB, màn hình thì 6.6.1, Apple A5s, 1.350.000 cho khách nha, em có màu đỏ và màu xanh, 1.350.000. A5s 1.350.000. Rồi Apple F1s, RAM 32GB, màn hình 5.5, xài được Zalo, Facebook, YouTube, TikTok nha, full chức năng nha, máy cũng còn mạnh ok nha cả nhà, 2 SIM 1 thẻ nhớ SIM chọt nha, cây này là giá là 800.000 của anh chị luôn. Rồi G2 RIM, RAM 1 GB 8, màn hình 5 inch, xài được Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, G2 RIM màu vàng đồng, 2 SIM 1 thẻ nhớ. Rồi cây này giá 450.000 cho quán chị luôn, 450.000. Redmi C1, RAM 2 16GB, màn hình 6.6.1, full chức năng, máy màu xanh C1, cây này giá là 1.100.000 cho quán chị luôn. Nay em rớt cho quán chị 50.000 nha, 1.050.000 cho quán chị C1. Rồi Samsung A30, RAM 32GB, màn hình 6.4, dễ chưa là lớn giùm em, còn vân tay đầy đủ, em có màu xanh biển và màu lông chuột, giá 1.500.000 cho các anh chị luôn nha. A30 32GB, màn hình 6.4, màn hình 6.4, pin 4.000, 1.500.000 cho các anh chị luôn. Rồi sẵn review A20 luôn, A20 RAM 32GB, màn hình 6.4, pin 4.000, 1.350.000 của anh chị luôn. A20 máy màu đen, 1.350.000. Tiếp theo Redmi 4 camera nha, Redmi này màn hình 6.5 nha cả nhà, pin thì cũng 5.000, Redmi 9C Android 10.32GB, rồi 1.350.000 cho bánh chị luôn, 1.350.000, đánh game Liên Quân Chi Phai được nha.
Rồi, M20 nha. Em có màu xanh và màu đen nha, M20. Pin 5000. Màn hình thì 6.4, pin 5000 nha, pin nó pin ngon trâu. M20. Giá 1.500.000 cho khách. M20. Màu xanh và màu đen, 1.500.000. Full chức năng nha. Cái màu đen có dán cường lực sẵn cho quý anh chị nha. Khách nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ em giùm nha. Chiều là 4:30-5 giờ em ra sân động bán, trời mưa thì khách nào có tới mua hàng thì cứ tới nhà em mua. Rồi em bán ngoài sân động là 8 giờ em về. Rồi 1.500.000 cho khách M20. G7 Pro. RAM 32GB, màn hình 5.5. Pin 3006 nha. Full chức năng hết. Cái dòng G7 Pro này thì cái lo nó như đài phát thanh vậy nha. Rồi 1.250.000 có bánh chị luôn. 1.250.000. iPhone 12 Pro Max. Hàng sách tay của Singapore nha. Không phải hàng chính hãng, nó đúng là của thằng Singapore sách tay về. Dung lượng là 512GB, full chức năng. Xài được Zalo, Facebook, YouTube, TikTok. Tất cả các ứng dụng em tải sẵn cho các anh chị rồi nè. Hàng sách tay của Singapore, 1.400.000 cho các anh chị luôn. 1.400.000 em còn vàng đồng và màu trắng nha. 6X Lut cây này 32GB. Màn hình 5.5 luôn. Em cũng tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho khách. Máy sạch không dướng tài khoản nha. Phiên bản LA của Mỹ luôn. Rồi. 6X Lut 1.600.000 cho các anh chị luôn. 6 Lut 64GB. Màn hình 5.5 luôn. 1.450.000 cho các anh chị luôn. 6 Lut màu vàng đồng 64GB, 1.450.000. Rồi tiếp theo Huawei Nova 3i, RAM 4 128GB, em có màu đen và màu xanh tím. RAM 4 128GB nha, 3i nha, full chức năng, đánh game liên quân chơi file được, máy mạnh nha. Rồi 1.500.000 cho các anh chị luôn. 3i 128GB nha, dung lượng là 128GB, đánh game liên quân chơi file được, máy mạnh. Huawei 3i. Rồi giá 1.500.000 cho khách luôn. Rồi A03S, RAM 2 16GB, 1.100.000 cho các anh chị luôn. A03S, màn hình 6.2, pin 4002 nha, màu xanh tím và màu đỏ, full chức năng luôn. Giá 1.100.000 cho khách. Apple F5, RAM 4 32GB, màn hình thì 6 inch, full chức năng, xài được Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, đánh game được luôn. F5 nha, máy đẹp can nha. Rồi 1.000.000 cho khách luôn. F5, Apple F5 giá 1.000.000. Rồi tiếp theo Samsung A03, màn hình 6.5, pin 5000, cây này bỏ sim vô máy tách máy được nha cả nhà. Rồi cây này giá là 1.500.000 cho khách luôn nha. 1.500.000 A03, pin 5000, pin con trâu luôn nha cả nhà. Rồi em quên, có cây máy Note 5 nha, màn hình cong nhẹ nha. Dòng Note là nó có cái viết nha cả nhà. Note thì nó có cái viết. Note 5 cây này RAM 4 32GB, Note 5 RAM 4 32GB nha. Android 7 chấm. Khách nào muốn xài viết xài, không xài dẹp dồm em nha. Note 5 thì nó hơi cong nhẹ, full chức năng, tặng gấp lưng cho quý anh chị luôn, màu vàng đồng. RAM 4 32GB. Rồi 1.400.000 cho quý anh chị luôn nha. 1.400.000 Note 5 vàng đồng, lưng là lưng kiến nha cả nhà. Rồi tiếp theo
Oppo Reno 2F. RAM 8 cộng 3 128GB. Camera lồi thụt. Em mới nhập máy về em tắt nguồn khởi động máy hả nha. Nãy về quên mở máy hết. Oppo M5 màu xanh nhạt. RAM 6 128, RAM 6 cộng RAM 8 cộng 3 em nói lộn. RAM 8 cộng 3 128GB. 2.600.000 của anh chị luôn. Reno 2F camera lồi thụt. Rồi 2.600.000 cô bác anh chị. Rồi tiếp theo Samsung của Oppo A7 nha. Oppo A7 máy màu xanh. Oppo A7 Android 8 chấm RAM 3 32GB full chức năng. Rồi A7 1.300.000 cho các anh chị luôn. 1.300.000 Oppo A7. Rồi Samsung A10 32GB màn hình 6.6.1 full chức năng A10 nha. 32GB. Pin bằng tư máy màu xanh nha, có một cây duy nhất. 1.200.000 cho các bác anh chị luôn. 1.200.000. Rồi Thúy An xin kết thúc video ở đây. Mong quý cô bác anh chị xem clip của Thúy An cảm thấy hay, nhấn chuông đăng ký kênh, chia sẻ cho em để có động lực làm nhiều clip hay cho cả nhà cùng xem và bán được nhiều dòng điện thoại cho cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ bên gia đình, hẹn clip.